Welcome back to my channel. This morning I eat Cambodian traditional noodle, which is very nice. I mix three soup, in fact, together. We call some lok kari, nam ja, and some lok khmer. Okay. Oh hi. Moi bisai. Nhom bay mok chou khnia. Chan bay mok chou khnia. Da. Boi mak. Boi nao. On. Đi hai là. Đấy, tâm tâm nào mà đấy. Ô quá chăm là nhớm lộn á. Nhớm lộn đang khoa lấy. Là cho món nó là quạt một mình nè. Bị bạc. Nên lu bó ra ra đó, nên nhang mà sạn đó. Ồ. Nên lu cà phê cả sạn đấy mình đấy. Nó làm xong mày. Ô, oh, con chân. Look here, my beautiful noodle, Cambodian traditional noodle. This bowl includes three soup and noodles. Very nice. Coi dạ, nhớ nè. Ở bài con. Nice. Nhà nó chọc một kia. Nhà bắt thờ nó ơi, mình nằm chọc ăn thờ nằm chọc nó. A sweet bowl of Cambodian traditional noodle. We have chicken feet. It's nice. Look at this. Beautiful. With some chili. Nice. Tạm ơn. Nhân cũng bỏ cái lô. Đăng ký đăng ký 80 đô la 100 cái lô ấy. Quay nó chạy ấm mà tử. Ai mất. Má hát nè. Tự nhiều rồi. Rồi nhầm cho. Ăn đi cái nào là nào cả rồi. Mặc lộn mà. Bắt được khổp tí mình đấy. Anh thôi đây chỗ. Ui tập bỏ đào bê bỏ hai bàn khổ. Đây là bọn lại giờ cả chồng một cái hai chồng. Kẹp từ sau mà ngái làm bán tên. Nó tia cái tia từ bơi tia cả phá. Nó cái lô mấy tia từ bơi nữa. Cho thầy ni thầy cái đó. Nó thấy thầy cái pot mà. Mỗi mỗi ăn một lô bán. Okay.
Hey.
Chán nữa thở chán tăng phục vậy đã phật tâm chán nhất có mặt chán thiết thì chán nhất trong mặt chán thiết ạ.